Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Đây là một tựa game bẻ khóa rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. New game. Yes, I'm ready. Ok. Wow. Này như là một toàn lâu đài. Ở đây các bạn cần phải tìm một chiếc chìa khóa. Một bức ảnh. Ok. Let's go. Oh my god. Rồi, đã có chiếc chìa khóa và bây giờ các bạn sẽ cùng mình vào trong ngôi nhà này. Let's go. Đấy, các bạn có thể xoay ngược lại, không biết là như thế nào. Xoay ngược lại thì không biết là nó xoay cái gì. Rồi tí mình sẽ tìm hiểu cái này. Và các bạn có thể xoay ngược lại hai con ngựa. Lúc đó sẽ có cánh cửa mở ra. Một cái hộp. Hộp này thì cần phải có chiếc chìa khóa mới mở ra được. Đây là một bức ảnh. Wow. Rất là kinh dị luôn. Một đầu con bạch tuộc. Hộp sơn. Cái này thì cần có hình xa. Đó, sau đó các bạn sẽ phải ra xoay hai con ngựa đó để nó mở một cánh cửa ra, sau đó các bạn sẽ vào cánh cửa đó. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Granny Chapter 1. Play, let's go. One day. Thank you.
và ta xuống đây đặt một cái bẫy ở đây. Rồi, mình sẽ đi này xem. Ok, đây chưa này nào. Để chiếc chìa khóa này các bạn mở chiếc xe ô tô. Mở cốp ra và xem trong đó có gì không. Chắc chắn bà ta sẽ xuống đây. Một chiếc Hummus. Ok, bà ta đang xuống rồi. Bà ta cũng đón Noel, đâu mà đội quả mũ ông già Noel, sợ thật. Let's go. Oh my gosh, wow. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma. Let's go. Continue. Ta lên tầng 2 rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm.
rồi các bạn vào trong này thì con mai nó sẽ không vào bên trong, nó chỉ đi được ngoài hành lang, cho nên khi các bạn vào trong một căn phòng nào đó thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Mình sẽ xem nó đi đâu. Nó lên trên tầng. Wow, nó lên tầng 2. Bóng bột mình cũng phải lên thôi. Oh my god, chạy thôi. Mình vẫn chưa tìm được cái miếng ấy, nhưng mà thôi không cần. Giờ mình sẽ chuồn đi. Nó xuống tầng hầm rồi. Đã tìm đủ 20 chiếc túi. Ok. Đây chứ, điều này mới về được. Ok, đã hoàn thành game. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Season here. Play. Day 1. Let's go. Đây là đằng sau. Ở tủ lạnh này xem có không. Rồi. Đây là chiếc máy bay mà khi xin hia rồi các bạn có thể phi máy bay. Lúc đó thì nó sẽ leo máy bay và nó không bắt các bạn nữa. Và các bạn phải chạy thật nhanh. Mình cũng phải để ý xem xin hia ở gần đây không. Giải mã được một cái rồi, còn hai cái nữa, nhưng mà xin hia nó vẫn đang ở đây. Ôi, sao nó phát hiện ra mình. Oh my god, wow, nó to thật mà không hiểu sao nó phát hiện ra đến mức độ nhanh chóng đến mức độ vậy. Wow, ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Forest Monster City here. Ok. Thank you.
Ở đây các bạn sẽ phải đi chụp ảnh 3 bước hơn. Sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ các bạn bây giờ đã là chụp 3 bức hình. Còn mình sẽ lên trên này chụp đây. Xin hiện đây rồi. Sẽ trèo lên đây tiếp. Nó đang tiến lại gần mình. Đây rồi. Sau đó thì các bạn sẽ dập cổ dao ở đây. Một đường cánh cửa sẽ mở ra. Chỗ này rất là tối luôn. Và các bạn phải tìm chỗ cánh cửa đó để đi. Ở đây thì không phải rồi. Mình sẽ phải luồn. Oh my god. Đã bắt rồi, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game mà. Wow. Chuyên chi đã nhìn thấy như kiểu là ma ở trong căn nhà này. Play, let's go. Ok. Oh my god. Rồi, mình sẽ phải nhặt cái gì đây? Một tờ giấy. Mình phải đến kia tiếp và đi nhặt tiếp. Let's go. Oh my god. Tựa game này thì nó không đến mức độ khiếp lắm. Tức là các bạn sẽ phải biết cảm giác không nhìn thấy ma, hoặc là nhìn thấy ma nhưng mà những cái vận dụng nó sẽ các bạn đó, đôi lúc nó sẽ làm các bạn giật mình. Rồi mình sẽ đi vào này. Và ma nó sẽ xuất hiện liên tục. Oh my god. Rồi, tiếp tục lại đi đường này tiếp. Oh my god. Có tiếng trẻ con kêu. Vẫn phải đường này không? Cái này nó hơi đi hơi chậm một chút, nếu mà nó có tốc độ chạy nhanh thì ngon. Mình
một ngôi nhà toàn là máu me ở trên tường thôi. Wow. Oh my gosh. Có tiếng trẻ con đang hát. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo của Danny trong tập trung. One day. Ok, mình sẽ đi này. Mình sẽ xuống đi xem có khẩu súng nào không. Không có khẩu súng nào ở đây. Rồi mình sẽ vào căn phòng này, sau đó thì mình sẽ đóng cửa. Ok. Đây rồi. Let's go. Bức ảnh. Thu thập những bức ảnh vào.
Oh my god. Wow. Đúng mà tao bắt mất. Wow wow ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Hospital Equipe. Don. Next. Okay, let's go. May sao cái này đóng cửa, không là mình sẽ bị zombie này giết chết. Ở đây như là một bệnh viện, nhưng mà những bác sĩ ở đây đều hóa thành zombie hết rồi. Đây là một chiếc chìa khóa. Là 12 máu. Oh my god. Cả luôn. Wow, rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.